Bước 1, phụ huynh học sinh đăng nhập ứng dụng ASC School để bắt đầu thanh toán học phí. Bước 2, phụ huynh chọn để xem thông tin học sinh. Nếu phụ huynh có con học ở lớp, trường khác nhau, chọn học sinh mà phụ huynh muốn thanh toán học phí. Bước 3, phụ huynh chọn tiện ích thanh toán học phí để thanh toán online. Bước 4, một danh sách các khoản phải thu sẽ hiện ra. Phụ huynh chọn các khoản cần thanh toán và nhấn nút tiếp tục. Bước 5, phụ huynh kiểm tra lại thông tin học sinh và tổng tiền các khoản phải thu, sau đó nhấn nút tiếp tục. Bước 6, phụ huynh chọn hình thức thanh toán phù hợp và sau đó chọn thanh toán. Màn hình xác nhận thanh toán sẽ hiển thị để phụ huynh kiểm tra lại số tiền cũng như phí giao dịch. Bước 7, nếu chọn phương thức thanh toán thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, phụ huynh chọn ngân hàng phát hành thẻ và nhập thông tin thẻ ATM. Bước 8, phụ huynh nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng. Bước 9, màn hình giao diện sẽ hiện thông báo thanh toán thành công. Phụ huynh kết thúc giao dịch ở đây. Chúc quý phụ huynh có trải nghiệm tốt với giải pháp thanh toán học phí do ASC và Vietinbank phối hợp triển khai. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.